đối với chúng ta quyền lực có ý nghĩa gì tại sao ai cũng tìm mọi cách để đạt cho được quyền lực cho dù có thể không để ý nhưng phần đông chúng ta luôn luôn cố đạt cho được một địa vị có quyền lực bởi vì ta tin rằng quyền lực giúp ta làm chủ được đời sống đem lại cho chúng ta tự do và hạnh phúc những gì ta mong muốn nhất xã hội chúng ta được xây dựng trên một khái niệm rất hạn hẹp về quyền lực đó là giàu có sung túc thành công nghề nghiệp danh tiếng sức khỏe sức mạnh quân sự và quyền năng chính trị tôi xin đề nghị với bạn một thứ quyền lực khác một thứ quyền lực vượt bậc quyền lực giúp ta thoát khỏi sự ám ảnh của mê đắm sợ hãi tuyệt vọng sự trấn ngự của kỳ thị sân hận ngu dốt quyền lực giúp ta đạt được hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại đây là một thứ quyền lực mà bất cứ ai sinh ra cũng đều có quyền hưởng không phân biệt sang hèn giàu nghèo mạnh yếu xin mời bạn cùng tôi tìm hiểu thứ quyền lực đặc biệt này tất cả chúng ta ai cũng muốn có quyền lực và thành công nhưng nếu vì cố sức tranh đấu để có được quyền lực rồi lại cố sức tranh đấu bảo vệ quyền lực mà bị hao mòn mệt mỏi bị chia cách tình nghĩa thì đâu còn có thể vui hưởng quyền lực và thành công quyền lực và thành công như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì sống một cuộc sống sâu sắc và hạnh phúc có thì giờ chăm sóc người thương là một thành công khác một quyền lực khác một thứ thành công và quyền lực quan trọng hơn nhiều chỉ có một thành công đáng kể đó là thành công khi chuyển hóa tự thân vượt thắng phiền não sợ hãi và sân hận đây là thứ thành công thứ quyền lực đem lợi lạc cho chính ta và cho những người khác mà không gây ra một tác hại nào muốn có quyền lực muốn được danh tiếng hay giàu sang không phải là điều xấu nhưng phải nhớ rằng chúng ta theo đuổi quyền lực danh tiếng hay tiền tài là để được hạnh phúc nếu giàu có và quyền thế mà không hạnh phúc thì giàu có và quyền thế để làm gì? Tập sách này sẽ cống hiến những thực tập đơn giản, thiết thực và hữu hiệu để tạo một thứ quyền lực đích thực, đó là tự do, an ninh và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều mong muốn, nơi đây, ngay bây giờ, cho chính chúng ta, cho gia đình, cộng đồng, xã hội và cho cả hành tinh. Ước vọng vun trồng hiểu biết, thương yêu, ước vọng giúp đời là một năng lượng màu nhiệm khiến cho cuộc sống có mục tiêu chân thực. Nhiều bậc thầy vĩ đại trước chúng ta, Di Sớt, Bụt, Mohammed và Mốt đã từng có ước vọng như thế. Ngày nay chúng ta cũng có ước vọng sâu sắc như các vị, thực hiện hòa bình, vượt thắng khổ đau và giúp đỡ người khác. Chúng ta đã chứng kiến những người chỉ một mình mà có thể giải thoát, chữa lành cho hàng ngàn, có khi hàng triệu người. Mỗi chúng ta, chính trị gia, thương gia, công nhân, nhân viên nhà hàng hay nghệ sĩ đều cùng chung ước vọng như thế nhưng cần phải nhớ rằng muốn thực hiện ước vọng đó trước hết ta phải chăm sóc ta muốn đem lại hạnh phúc cho người khác thì chính ta phải tỏa chiếu hạnh phúc và đây là lý do vì sao phải thực tập để chăm sóc thân tâm của ta trước chỉ khi thân tâm vững chãi ta mới đủ khả năng chăm sóc người ta thương sống thiếu tỉnh thức thiếu khả năng nhìn rõ thực trạng chung quanh thì chẳng khác gì một chuyến xe lửa tốc hành không người lái Điều này lại càng đúng hơn trong đời sống nghề nghiệp, nếu quá chú tâm đến nghề nghiệp thì cứ mãi quay cuồng. Đau khổ trong đời tư ảnh hưởng tới nghề nghiệp và ngược lại, đau khổ trong nghề nghiệp ảnh hưởng tới đời tư. Ông đồm quá nhiều việc, hoạch định thiếu thực tiễn, môi trường làm việc không thoải mái, luôn bị căng thẳng, luôn lo sợ bị sa thải, đó là những nguyên nhân gây đau khổ trong nghề nghiệp. Những đau khổ đó sẽ ảnh hưởng tới cả đời sống và hình như chẳng có ai giúp ta được nhưng mà đâu đến nỗi phải như vậy nếu biết tu tập vung trồng quyền lực đích thực một thứ quyền lực chứa đựng tính chất tâm linh nếu biết chánh niệm trong mọi liên hệ hàng ngày thì chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn phẩm chất công việc cũng như phẩm chất cuộc sống của chúng ta chánh niệm là thực sự có mặt trong giây phút hiện tại là tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta sử dụng những cách thực tập đơn giản trong tập sách này để rèn luyện tâm trí và tập trung tâm ý không những chúng ta sẽ làm việc có năng suất và hữu hiệu hơn mà còn thoải mái và hăng say hơn chúng ta có đủ thì giờ để chăm sóc những người thương và những việc quan trọng nhất của chúng ta chúng ta có thể sống trọn vẹn từng giây phút ý thức rằng đây là giây phút tuyệt vời giây phút duy nhất mà ta thực sự có được khi chú trọng vào quyền lực tâm linh lòng từ bi cũng sẽ trở thành mục đích của ta bên cạnh mục đích tối hậu là cầu lợi chúng ta không cần khước từ tài lợi nhưng lòng từ bi sẽ giúp chúng ta thành công hơn về kinh tế hay chính trị tôi tin rằng nếu bổ sung ý thức về ảnh hưởng tích cực của chúng ta tới người khác và trên thế giới vào những mục đích chính của doanh thương thì chỉ tốt cho doanh thương mà thôi một doanh nghiệp biết phối hợp thông minh mục đích thu lợi với đức tính thanh liêm và ý thức quan tâm tới thế giới thì nhân viên dưới quyền luôn được vui vẻ, khách hàng luôn được vừa ý, đồng thời sẽ thu lợi gấp bội. Hàng năm tạp chí Fortune có đăng danh sách 100 công ty lý tưởng để xin vào làm. Những công ty đó luôn luôn thành công trên mọi mặt. Hàng năm, những công ty đó đều nêu rõ chính sách chú trọng bảo hiểm sức khỏe, chăm sóc thiếu nhi, chế độ ngày nghỉ ý thức bảo vệ môi trường và chia sẻ lợi tức những công ty rất đáng khâm phục đó biết rõ rằng đầu tư tiền bạc thì giờ và năng lực vào việc chăm sóc sức khỏe và an lạc của nhân viên của cộng đồng là việc làm thiết yếu cho sự phát triển vững mạnh của công ty mình hầu hết các nhà chính trị và doanh thương từ kỹ nghệ dược phẩm cho đến kỹ thuật truyền thông luôn luôn bắt đầu bằng một ý hướng giúp giảm bớt khổ đau ý hướng đó cần phải được nuôi dưỡng vì khi tâm cầu lợi lấn ác ý hướng cao đẹp ấy thì chúng ta sẽ tự hủy diệt. Bài học của bao nhiêu doanh nghiệp như Enron, Tico, Wacom sụp đổ vì gian lận nhắc nhở ta điều đó. Vì vậy kinh doanh với tâm từ bi, lân mẫn là điều rất quan trọng. Nếu không có tâm từ bi thì dù cho giàu có cách mấy cũng không hạnh phúc được. Bạn sẽ cô đơn, sẽ bị giam hãm trong thế giới của riêng mình và không có cơ hội để liên hệ hay hiểu biết ai chỉ mưu cầu tài lợi mà bỏ quên tâm từ bi sẽ làm cho bạn đau khổ cũng như làm cho người khác đau khổ. Nhìn cho sâu sắc bạn sẽ thấy khổ đau chung quanh bạn và bạn sẽ phát tâm muốn làm vơi đi những khổ đau đó. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng đem niềm vui đến cho người khác là một nguồn vui lớn nhất, là một thành công vượt bậc. Tạo dựng quyền lực chân thực đâu cần phải khước từ một cuộc sống cao sang. Bạn sẽ sống thỏa mãn hơn, sẽ cảm thấy thảnh thơi hạnh phúc khi đem niềm vui tới cho người và giúp người bớt khổ